Chị Hữu đã được cộng 5 điểm ạ. Đó là cứ như vậy, 5 điểm, 4 điểm, 3 điểm, 1 điểm lần lượt cho từng những lần bình chọn cao nhất đến thấp nhất ha. Và bây giờ cái quyền ưu tiên dành cho chị là bởi vì với cái chất nhạc đầu tiên, đội nào được bình chọn nhiều nhất là sẽ có quyền ưu tiên chọn cái track nhạc thứ hai cho cái lần bình chọn thứ hai. Thì chị xem coi là trong đội của mình cái clip nào mà chị cảm giác tự tin nhất thì chị chọn đúng cái track nhạc đó để chúng ta có thể bầu chọn tiếp theo. Có phải là cái chiếc clip nào mà được khán giả bầu chọn nhiều nhất không? Dạ sao cũng được, đó là tiêu chí của chị. Chị muốn bây giờ được phát cái clip đó ngay thì chị cứ nói cái chất nhạc đó. Thật ra nó chỉ mang tính chất trước sau thôi chị. Bây giờ team của Hữu lúc nào cũng đồng lòng hết, mình chọn số 5. Dạ, chất nhạc số 5 ạ. Chất nhạc số 5. Dạ vâng. Và sau đây là sự bình chọn lượt thứ hai với chất nhạc số 5. Xin mời. Nhiều áp lực cho anh chị Phan. Cuộc sống này quá phức tạp và đau đớn. Cô đơn. Quá là đau đớn. Cái vừa rồi á. Không có một ai ở bên cạnh cả. Ủa đây là đen hả mọi người? Không ai hiểu mình cả. Bóng dáng hai nhau vai, anh đứng nơi đây chờ ai? Cách xa nhau mà sao anh vẫn cứ mình nghĩ em còn nơi đây. Giọng hay quá, không có em bên mình tới. Giọng quá hay. Làm sao khi bên em hôm nay đã có người? Mà trên tay không có trời, còn những mây như đang bay cao. Yêu thương xưa mà trong buổi gì vắng, em giờ đây là một người chỗ nào? Trời đất ơi, ở ngoài mà có bà cô giáo vậy nó cũng mệt xỉu ấy. Có thể đấy là hai cái màu sắc rất là khác khi mà lúc dự giờ và lúc không dự giờ. Và với bốn clip vừa rồi trong cái chất nhạc thứ năm mà chị Lương Bích Hữu đã chọn, có thể thấy rằng là với những màu sắc rất khác nhau thì bây giờ chúng ta phải mở cổng bình chọn cho khán giả bình chọn thôi. Dạ vâng, 30 giây bình chọn bắt đầu. Và quý khán giả ơi, hãy vào cái phần livestream của chương trình mới có thể bình chọn được nha. Vào bảng xếp hạng, vào cái phần live thì mọi người mới bình chọn được. Dạ xin nhắc lại là như vậy ạ. À. Để mình ngồi coi. Trời ơi, hồi hộp quá hả? Bây giờ là nắm tay liên kết với nhau hả? Giờ đội chị Lương Bích Hữu là mạnh quá đúng không? Không sao cả, hãy gửi niềm tin vào vũ trụ. Không sao cả, cố gắng lên mọi người ơi. Và hết thời gian bình chọn dành cho khán giả rồi ạ. Hy vọng rằng là tất cả quý khán giả đã chọn được chiếc clip ưng ý cho mình. Rồi, chị Hữu, để tập trung chị Hữu. Dạ, em như là giáo viên mà nhắc mà học sinh hay lo ra gì đó. Dạ, rồi, mình có một vài câu muốn hỏi ở bên đây. Thì với cái phần bình chọn vừa rồi thì không biết hai đội bên đây có bị rén không ạ? À? Dạ rung lắm anh. Rung lắm hả? Dạ làm cặp không biết nói gì luôn. Dạ. Không biết nói gì luôn. Trời em với Tùng bây giờ đang suy nghĩ là không biết là số phận của tụi em sẽ về đâu đây. Thôi không sao cả. Chúng ta phải hết sức hoan hỷ, đừng có rung. Em đâu có rung, anh nói. Không có được căng thẳng. Em không có rung. Nắm tay anh. Em không đừng có rung. Em không có rung anh Lập à. Cái chương trình này nó giải trí dữ lắm, đừng có rung em ơi. Trời ơi rung gì anh cũng rung theo. Em phải hết sức bình tĩnh, là làm em cho anh còn rung hơn em rất nhiều lần, em hiểu không? Ừ đó.
bình tĩnh. Rồi, đã có kết quả sau một lúc rung cập rập. Và bây giờ xin mời tất cả quý khán giả và bốn đội chơi của chúng ta hướng mắt lên màn hình để xem lượt bầu chọn số 2 này kết quả như thế nào nha. Xin mời. Trời ơi, nữa nè. Đợi có chị Lương có thủ. 25.606 lượt bình chọn, tương ứng với 8 điểm. Dạ, 8 sao chị. Dạ, chị bình tĩnh, em đọc tiếp. từ em đọc tiếp. Đội của Long Chun 30.800 lượt bầu chọn, tương ứng với 7 sao. Đội của Tùng Maru 18.844 lượt bình chọn, tương ứng với 4 sao. Và đội của Black Ca 15.365 lượt bình chọn, tương ứng với 2 sao. Xin chúc mừng 4 đội à. Chị ơi, chị qua đây chị ôm Tùng Maru với Black Ca cái đi chị. Trời cảm ơi. Chúc mừng chị. Cảm ơn em. Ủa còn đúng nữa hả? Đúng quá à, thấy thương dễ sợ. Chúc mừng chị. Cảm ơn em. Yeah. 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 Dạ, mời chị ngồi. Dạ, chị ngồi đi chị. Trời, dễ thương quá. Dạ. Em vui, với, vui em thua với tay chị, em cũng vui nữa. Chị vui mà em vui lây với chị luôn á. Hay thật chứ. Trời đất ơi. Sao có dám ngồi hai đây y chang nhau vậy? Thoải mái lên nào các bạn trẻ của tôi ơi. Đây là dáng ngồi của những người biết thân biết phận á anh. Biết thân biết phận hả? Dạ. Mình còn rất nhiều trách nhà khác. Dạ. À, trợ lý ở dưới dọn đồ giùm anh trước nha. Cái gì? Biên tập mới nói gì trong tay tôi không hiểu gì luôn. Anh Long ơi, anh vô cái dáng đó là anh qua bên đây luôn á. Ủa dáng gì? Cái dáng đó, cái dáng phong thủy đó, cái dáng này. Đội số. Cái trách nhà thứ hai này, đội Long Chun được bình chọn cao hơn. Khoan từ từ mở lại cái kết quả tôi coi lại thêm lần nữa coi. Mở xin mở đã. À trời đất ơi. Đấy nè trời ơi. Ủa làm sao không hiểu. Nói chung là em nghĩ là chương trình có một sự nhầm lẫn về sự sắp xếp. Còn không. Lượt bình chọn hiện tại là Long Chun đúng không ạ? Đúng rồi. Niềm vui nhất đời chưa. Nhầm trong tim. Đây. Trời ơi, chính MC cũng bị nhầm lẫn. Cứ nghĩ rằng là cái vị trí đầu tiên đặt ở trên là cao nhất không? Chúng ta phải coi cái lượt bình chọn như vậy nè. Đó. Ví dụ như là đội Long Chun có 30.000 lượt bầu chọn, đúng không? Không, hiểu không? Em bê chứ. Còn cái này nè. Cái vị trí mà sắp cái thứ tự á là số điểm được tổng kết sau những lượt bình chọn. À, là cứ mỗi một lần như vậy là chúng ta được cộng dồn những cái số sao lên. Là cái vị trí sẽ thay đổi. Bây giờ nè, khoan hãy nhìn vào con điểm này nha. Mình nhìn vào lượt bình chọn thôi cho nó gọn nha. Yeah. Ok. Hiểu. Thôi, quý vị cũng thông cảm, đôi khi nó có sự nhầm lẫn. Không phải nhầm lẫn. Mà là luật nó như vậy. À vậy hả, xin lỗi. Cái bảng xếp hạng này nó không xếp hạng giữa số chính xác của lượt bình chọn mà được xếp hạng giữa cái số sao bên đây nè. Dạ, anh Long ơi, anh Long ơi. Tự nhiên thấy như mùa xuân đang về văn vậy ha. Chị Hữu tập trung chị Hữu. Dạ. Dạ rồi, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình. Bây giờ là tới trách nhạc tiếp theo thì bây giờ mình không còn phải lựa chọn gì nữa. Chúng ta chỉ ưu tiên cho cái lần đầu tiên thôi. Bây giờ trách nhạc tiếp theo sẽ là lượt bầu chọn thứ 3. Và xin mời tất cả quý khán giả hãy cùng xem những video 30 giây của chúng tôi. Hôm nay tôi đã có một quyết định khá mạo hiểm là không trình diễn tài năng của mình trong phần thi clip 30 giây cuối cùng này nữa. Anh Black Cow và các thành viên trong team khá bất ngờ và lo lắng khi nghe được quyết định này. Và cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tôi. Tôi nghĩ bản thân sẽ khá là dễ để có được 30 giây tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng có những ngôi sao, họ chỉ luôn âm thầm lặng lẽ trong bóng tối. Ôi, dễ thương quá. Dễ thương quá. Tuyệt vời. Thank you.
sẽ dậy chưa mà chỉ cần mơ có em bên mình. Mềm xưa lỡ đèn xe mà kinh nhau. Cung trong nhất trong các bài thu, em cho cái bài điểm cao nhất. Em cứ hững hờ với tình cảm của anh đứng đứng khó chịu. Anh vẫn không dễ yêu thương từ nay đâu. Quá. Tại sao vậy hả? Tại anh không cho tôi được cái đám cưới 17 tỷ. Ok bye. Chẳng lại đi. Sao ta lại chẳng còn có ai để đưa đón về mỗi tối. Và tìm kiếm đâu ra người thừa. Sao yêu nhau mà ta chẳng còn chung đường. Lời nói em như cơn tát nó đầu ngủ đổ bên tai. Em cũng không còn tiếc về chuyện buồn. Ta chỉ ngay cái sự tình là hiện tại. Có còn mơ về tương lai. Chỉ mong em quay lại. Anh biết mình đã sai. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái nét là nét gì? Là nét gì? Đấy là kể về một cái chuyện tình rất là đau buồn. Một cái chuyện tình mà cậu này cậu bị người yêu bỏ. Xong rồi hai bạn kia cười nhạo cậu ta. Không biết rồi, cái tôi coi cái video là người ta biết rồi. Không có cần phải nội dung. Nhưng mà cái là gì? Khổ quá. Là khóc mà, khóc là sao cho nó hài hước là vậy. Dạ vâng, có thể thấy rằng là những chiếc video của chúng ta rất sáng tạo. Và bản thân em đã coi những video này là em bầu chọn luôn á, bầu chọn hết cho mọi người luôn á. Mình cũng đang rất là thắc mắc là chỉ trong vòng 120 phút thôi, mà 120 phút đó là của nhiều người nữa chứ không phải là riêng một người, mà phải sáng tác, rồi hát, rồi thu. Có thể thấy rằng là thế hệ bây giờ các bạn rất là giỏi luôn á, cực kỳ giỏi. Những chuyện này không có đơn giản miếng nào, chỉ với 30 giây ngắn ngủi thôi mà phải tư duy chất xám rất là nhiều. Và trong những chiếc video mà Lập mới vừa xem vừa rồi á, Lập rất ấn tượng với chiếc video của Trúc Linh. Mọi người có ấn tượng không ạ? Dạ. Rất ấn tượng đúng không? Thật sự thì không cần phải sáng tạo gì quá, cũng không cần phải suy nghĩ gì quá, chỉ đơn giản là một clip tri ân mà thôi. À bây giờ có thể mời bạn Trúc Linh lên đây được không ạ? Trời ơi. Rồi, bây giờ là mình trò chuyện chút ha. Lý do tại sao mà mình lại làm như vậy? Thật ra thì khi mà bước vào cái căn phòng để sáng tạo á, thì em sẽ nhìn xung quanh xem có được những cái nguyên liệu gì để em làm. Thì em thấy xung quanh em chỉ toàn là ekip thôi. Và một giây phút em ngồi em nhìn lại tất cả mọi thứ em làm, kể cả ăn uống đi lại, mọi thứ đều là ekip làm. Và có rất là nhiều người họ không thể nào biết được cái chuyện đó. Anh em nghệ sĩ mình đứng trên đây có thể cực một, nhưng mà anh em ekip cực tới 10, thậm chí là 100 lần. Cho nên là 30 giây của em nghĩ là 30 giây để mà tỏa sáng thì em đi diễn hay là đứng trên sân khấu thì nó dễ. Nhưng mà đối với tất cả mọi người ekip thì nó khó hơn. Cho nên em muốn dành cái đó để cảm ơn tất cả mọi người. Rất là hay cô gái à. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ em về vị trí của mình ha. Rồi, hay quá. Rất ý nghĩa luôn á mọi người ơi. Và đó là sự chia sẻ của Trúc Linh. Bây giờ thì 30 giây bình chọn của khán giả chính thức bắt đầu. Mọi người ơi, cái điểm phía sau hồi nãy mà mình coi á, những cái số sau á là tổng điểm sau những lần bình chọn. Em hiểu. Còn cái lượt bầu chọn là bầu chọn cho cái clip riêng đó thôi. Hiểu không? Đó, thì cứ một lần mà tổng như vậy á là sẽ thay đổi cái thứ tự, cái số điểm, cái số sao ở phía sau á. Dạ. Hay chà. Không thấy. 30 giây trôi qua nhẹ nhàng nhưng mà chương trình này nó lâu ha. Dạ. Đó, cực lâu luôn đi. Bây giờ mới hết giờ bình chọn nè. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi coi kết quả như thế nào với cái lần bình chọn thứ hai này. Thứ ba chứ. Lần bình chọn thứ ba. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cái việc của video của Trúc Linh đi. Thật ra là anh rất là đồng tình với cái ý kiến của em. Bản thân Lập là một người không thể nào một mình có thể tỏa sáng được trong tất cả những video. Cho nên lúc nào trong những talk show hoặc là chia sẻ những cái gì đó liên quan đến đoàn phim á, là Lập luôn đưa ra những cái vị trí quan trọng như là âm thanh, ánh sáng, hậu kỳ, quay phim, đạo diễn. Những người toàn ở phía sau không à. Mọi người có thể thấy mình make up đẹp được như vậy cũng nhờ ekip phía sau. Mình có cái kiểu tóc đẹp như vậy, stylist đồ đẹp được như vậy, toàn là những người ở phía sau. Và người ta luôn âm thầm để đưa bản thân mình tỏa sáng nhất. Nên là ngày hôm nay Lập cũng xin đại diện cho tất cả các bạn đang ngồi trên sân khấu này gửi lời tri ân và cảm ơn đến tất cả anh em trong đoàn phim ạ. Cảm ơn ạ. Dạ vâng, đã có kết quả cho lượt bầu chọn này.
Xin mời tất cả mọi người hãy cùng hướng mắt lên màn hình. Và wow, chúng ta bình chọn nha.